có rất nhiều người đột nhiên thấy tóc của chúng ta nó bị rụng rất nhiều đặc biệt là sau khi mà chúng ta chạy tóc hoặc là sau khi mà chúng ta gọi đầu chúng ta thấy tóc của chúng ta rụng nhưng mà chúng ta không hiểu tại sao là bởi vì mà chúng ta không biết lý do tại sao nên chúng ta cũng không biết hướng nào để mà giải quyết hoặc là điều trị cái vấn đề rụng tóc thì trong video ngày hôm nay dược sĩ hiếu sẽ chia sẻ với các bạn những nguyên nhân dẫn đến tình trạng rụng tóc của chúng ta và những cách mà chúng ta tự điều trị rụng tóc ngay tại nhà mà không cần phải khó khăn hay là tốn phí gì hết nguyên nhân đầu tiên thường làm cho cái tình trạng rụng tóc của chúng ta đặc biệt là đối với chị em phụ nữ đó là thay đổi nội tiết tố đây là một trong những nguyên nhân mà gần như chị em nào cũng phải trải qua, đặc biệt là ở giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là giai đoạn sau khi mà chúng ta sinh con. Nó làm cho nội tiết tố của chị em phụ nữ bị suy giảm rất nhiều, đặc biệt là cái hormone estrogen. Khi mà thay đổi cái estrogen, nó làm cho chúng ta là tóc nó rụng nhiều hơn, đặc biệt là cái tình trạng rụng tóc ở nữ giới. Đó là một bệnh lý rụng tóc ở nữ giới. Tình trạng này nó bắt đầu rụng ở đỉnh đầu và sau đó nó sẽ lan sang hai bên, sang dần. và người ta gọi đó là hiện tượng rụng tóc rừng thưa. Nó thưa dần, thưa dần cái sợi tóc của chúng ta. Tình trạng này là do chúng ta bước vào cái độ tuổi tiền mãn kinh, nó suy giảm nội tiết tố hoặc là có những trường hợp sau khi mà chúng ta mang thai thì chúng ta cũng bị rụng tóc hoặc là có những trường hợp bệnh lý về tuyến giáp như là cường giáp hay là suy giáp thì nó cũng ảnh hưởng đến nội tiết tố và dẫn đến cái tình trạng rụng tóc đối với cái bệnh lý mà tuyến giáp nó gây nên rụng tóc thì chúng ta phải điều trị cái tuyến giáp điều trị cái nguyên nhân gây ra rụng tóc và khi mà bệnh lý tuyến giáp đã giải quyết rồi thì cái tình trạng rụng tóc của chúng ta nó cũng sẽ không còn nữa đối với tình trạng liên quan đến mang thai hay là tiền mãn kinh thì cái tình trạng rụng tóc có thể nó cũng sẽ kéo dài theo đó khi mà rụng tóc thì nó làm cho tình trạng tóc của chúng ta nó thưa đi rất nhiều thì chúng ta cần có những phương pháp điều trị để giúp cho sợi tóc của chúng ta nó mọc nhiều hơn và dày hơn nữa nhân thứ hai làm cho tình trạng tóc của chúng ta nó rụng nhiều đó là sau khi mà chúng ta sử dụng một thuốc điều trị bệnh nào đó do tác dụng phụ của một thuốc nào đó nó làm cho chúng ta bị rụng tóc bình thường thì chúng ta không sao khi mà có một bệnh lý nào đó thì chúng ta dùng thuốc sau một thời gian thì chúng ta bị rụng tóc một số thuốc khi mà chúng ta uống vào thì nó có tác dụng phụ sẽ làm cho chúng ta rụng tóc ví dụ như là thuốc điều trị huyết áp nè đặc biệt là cái nhóm thuốc dạng beta khi mà chúng ta uống vào thì sẽ làm cho cái tình trạng tóc của chúng ta nó rụng nhiều hơn vì vậy cái việc mà huyết áp thì chúng ta phải uống suốt đời chúng ta không thể bỏ được nên là chúng ta nên nói cho bác sĩ điều trị của mình là biết là cái tình trạng rụng tóc của mình để bác sĩ có thật có thể thay đổi cái nhóm khác để giảm cái tình trạng rụng tóc nhóm thứ hai nữa là cái có thể gây ra tác dụng phụ rụng tóc đó là cái nhóm thuốc điều trị trầm cảm hoặc là sau một đợt mà chị em chúng ta uống thuốc ngừa thai chúng ta ngừng đột ngột thì nó cũng làm cho chúng ta bị rụng tóc vấn đề này thường thì chúng ta có thể đổi nhóm thuốc hoặc là sau khi mà chúng ta kết thúc quá trình điều trị thì tình trạng rụng tóc nó cũng sẽ giảm đi nguyên nhân thứ ba dẫn đến tình trạng rụng tóc đó là thiếu hụt chất dinh dưỡng cho chăn tóc tóc nó cũng giống như cơ thể của chúng ta vậy, nó cũng cần chất dinh dưỡng để mà nuôi sợi tóc. Chất dinh dưỡng để bổ sung cho tóc thường là protein nè, một số vitamin như là sắt, kẽm, biotin, l-cystine. Và một người một vài người có trong mà khi mà chúng ta trong quá trình nhịn ăn để giảm cân hay chúng ta ăn một cái chế độ giảm cân thì sau một thời gian thì tóc của chúng ta nó rụng nhiều. Đó là nguyên nhân chúng ta nhịn ăn, thay đổi chế độ dinh dưỡng khiến cho sợi tóc nó không đủ dinh dưỡng dẫn đến tình trạng là tóc nó yếu dần và nó rụng đi vì vậy là chúng ta hãy nên chọn một chế độ ăn uống khoa học không nên là nhịn ăn và bổ sung một số chất dinh dưỡng cho tóc của chúng ta một số vitamin chẳng hạn như là sắt nè kẽm nè biotin nè l -60. nguyên nhân thứ tư gây nên tình trạng rụng tóc đó là do cái sang trắng về tâm lý như là stress chẳng hạn ví dụ như chúng ta lo sợ stress nó làm cho chúng ta rụng tóc nhiều hoặc là sau một cơn bệnh nào đó có thể là chúng ta bị sốt kéo dài hoặc là chúng ta bị viêm nhiễm kéo dài nó cũng dẫn đến cái tình trạng rụng tóc thường thì cái tình trạng rụng tóc này nó sẽ bắt đầu sau 2 tháng khi mà chúng ta bị stress căng thẳng hay là bệnh xong cái này nó liên quan đến chu kỳ mọc của tóc nó cần cái giai đoạn chuyển tiếp của cái sợi tóc lúc này thì sau 2 tháng nó mới có cái tình trạng rụng tóc hàng loạt như thế nhiều người sẽ khi mà chúng ta sẽ không biết tại sao mình bình thường mà bị rụng tóc thì có lẽ là sau hai tháng trước mình đã có một bệnh một sang trắng tâm lý hoặc là một stress căng thẳng hoặc là một tác động nào đó đó là những nguyên nhân làm cho chúng ta rất dễ bị rụng tóc và một số thì chúng ta có thể cải thiện được chúng ta sẽ hạn chế nó nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta biết là tại sao chúng ta lại bị rụng như thế nhiều người còn sợ rụng tóc thì có phải là bị một bệnh ung thư gì không thì nó làm cho chúng ta lo lắng thì nó làm cho việc rụng tóc của chúng ta nó xuất hiện nhiều hơn ngoài ra thì còn những nguyên nhân như là nấm hay là bệnh lý miễn dịch hay là bị lưu bút thì ít hơn nên dược sĩ hiếu không đưa trong video ngày hôm nay hy vọng sau khi mà chúng ta xem video này thì chúng ta sẽ hiểu được những nguyên nhân của tình trạng rụng tóc của mình là do gì để chúng ta tránh cái tình trạng chúng ta lo lắng quá mức nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay là để hay là cái thắc mắc gì thì hãy để comment bên dưới hoặc là lệnh nhắn vào đường link để gặp Dược Sĩ Hiếu trực tiếp để Dược Sĩ Hiếu có thể tư vấn và đồng hành cho bạn. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh của Dược Sĩ Hiếu để theo dõi những chuỗi video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Dược Sĩ Hiếu. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.